cháy quán karaoke ở Bình Dương, gần 20 người thương vong. Đến sáng ngày 7 tháng 9, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy quán karaoke AP nằm trên địa bàn phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để tìm kiếm thêm người bị mắc kẹt bên trong. Theo ghi nhận tại hiện trường, tuy đám cháy đã được dập tắt nhưng rất đông cán bộ, chiến sĩ vẫn đang bên trong quán karaoke để tìm kiếm người bị mắc kẹt. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều thi thể được đưa ra ngoài, cho lên xe cấp cứu, trở về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt để chỉ đạo công tác cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương, số người thương vong hiện nay đã lên đến gần 20 người, tuy nhiên hiện vẫn chưa xác định cụ thể được số người chết vì lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người vẫn còn bị mắc kẹt bên trong. Vụ cháy bùng phát vào khoảng 21 giờ ngày 6 tháng 9, ngọn lửa lan nhanh tại khu tầng 2 và 3, khói đen bao trùm toàn bộ quán karaoke. Các lối thoát và đường cầu thang đều bị ngọn lửa bịt kín, buộc nhiều nhân viên và khách hát phải liều mình nhảy từ tầng cao xuống đất, bị thương. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã huy động hàng chục xe chữa cháy cùng rất nhiều cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Ngọn lửa được dập tắt không lâu sau đó, tuy nhiên do ngạt khí nên nhiều người bị tử vong.